Ờ, hết chồng đó là 80 đó. Hết chồng đó là 80. Hôm nay là chồng chồng sụp nụ hả? Đâu có. Sáng giờ gần 70 ly rồi. 70 ly luôn. Với nãy người ta mua nhiều ký, sáng ông anh cũng qua, ổng mua được mấy ký găm tươi á. Ờ. Tính như hôm nay cũng trúng mảnh ha. Dạ. 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 Ngày lễ có tưởng là người ta đi chơi bán nhiều đắt hơn. Bữa nay bán đắt hôm qua. Ô, anh Tài. Chị uống trà đào không? Trà đào chồng làm ngon lắm. Làm một ly nha. Em mời chồng một ly trà đào nha. Anh chồng làm hai ly trà đào đi anh chồng. Chị mua hả? Đâu? Mời chị Yến chủ vựa cam nè, uống thử coi. Mời chị. Chị Yến uống thử đi, thấy trà đào làm như rất là ngon luôn á. Càng thương anh càng thương nhiều. Nó làm ngọt quá nha. Ít thôi, cho hai thìa, cho nửa thìa thôi. Gặp nhau anh khe nôi. Cho má em thêm hồn, cho môi em đỏ thêm kỷ niệm thôi. Đúng đó, nó vừa 5 trái. Càng thương anh càng thương nhiều. Gặp nhau anh thương. Ít đường. Thôi. Chua. Uống nhiều và kiểu đường á. Rồi, vậy 2-3 thìa luôn trời. Muốn gửi. Uống lên này cả nhà. Tại vì nó 5 trái, nó muốn gửi rồi. Nó vừa chua ngọt. Này con chú ở nhà nằm sốt nè. Thôi nó mẹ thui vậy. Đó là người dân tộc. Quay nó ngại nó chạy mất tiêu rồi nè. Đất đá nữa. Màu quá. Chúng gì? Uống liền nè. Chị Yến uống rồi chị Yến. Uống thử đi chị, ngon lắm á. Một ly đúng không? Trời cho trời sáng nghe. Hết luôn không? Trời chua quá, đường phải nhiều để chua lắm á. Ít đường, thôi. Không có đủ. Cho nhiều đường quá. Rồi bác. Anh trong bác. Nước cam không bác? Dài rồi. Dạ. Mới. Dạ sáng chưa?
sáng đi công chuyện, đi tính lấy dừa, cuối cùng ông bán dừa không có nhà, cũng như không. Cô Linh ơi, Linh phụ bỏ hai cái này đi con. Chị nè. Chị, nhưng mà chị đang hôm qua em sẽ đập ra. Bác có vẻ như hay mua cam của anh Trọng quá ha. 15 cho rửa giùm nha. Dạ. Mình đang có nghe, không thấy ra. Con cho mượn. Sắc nghỉ rẻ à, không có được sạch tay. Dạ không có nghỉ lễ đâu ông ơi, bán nó suốt luôn đó ông ơi. Dạ. Một cái ly đó chắc bằng 2 ly của heo là Highland á, một ly là 49 ngàn á. Đó, đài nó đồ vậy luôn. Đó là trà, cái đài nhiều á. Phải có xả nữa. Thôi không thích uống xả. Xả với cái lá rau húng nữa, trời bên thơm. Thích mùi này thôi à, chứ xả không thích mùi xả. Nó giống như mùi con bạc ốc. Đó đến đá nhiều á, 15. Nước cam không bác? Nước cam không bác? Rồi bác đợi con. Đây, để em cái em đưa tiền nước đá luôn anh ơi. Nó ngon. Ủa anh Trọng ơi, ngày lễ mà có khuyến mãi gì không anh Trọng? Dạ. Ngày lễ mà có khuyến mãi cái gì cho khách hàng không? Có. Mua trái dưa gan tặng trái dưa hấu. Rồi ngày lấy như vậy rồi có dẫn vợ con rồi chiều á ba mẹ đi đâu chơi không? Chiều dẫn vợ con đi công viên chơi. Giờ này con đi chơi nghỉ lễ chứ. Dạ được. Rồi con ba mẹ sao chỗ, anh Trọng? Chỗ mấy công nhân nghỉ về quê rồi. Nay công nhân ta về quê. Đúng đó, nó năm trái mà nó đường phải nhiều, đường phải nhiều. Nó uống tốc độ nó chua rồi nó chát chát, ngọt ngọt, nó ngon. Cái pha chế này ai chỉ cho anh Trọng á? Cái pha chế này ai chỉ cho anh Trọng? Em học trên mạng á. Chô, học trên mạng luôn, anh dở ra. Ừ, quên, nãy giờ em làm cho người ta, em không làm em ta. Dứt ly coi. Tối trời tối mặt coi. Tăng 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 ta ra tăng. Anh Trọng với vẻ vui ha, ngày lễ vui quá ha. Vui. Vui hả? Tiếng xấu hả? Vui ơi vui, vui quá trời vui. Trời ơi vui vui thiệt là vui. Hả? Tiếng xấu hả? Có đâu. Chứ sao? Đâu thấy bà nội. Sao đâu? Bán được mà, nãy mới khoe là hôm nay bán được 70 ly. Vụ đó giá khác mà vụ kia khác. Đâu rồi? Trong nhà. Sáng giờ không ra phụ anh Trọng hả? Không có ra. Không ra luôn. Ra ngoài cho nó khuây khỏa đầu óc để ba trong nhà ngoài nó bị bức rứt quá. Hai thìa luôn hả? Ừ, tại vì nó năm trái rồi. Năm trái ra hai thìa đường nó mới nó đủ tốc độ nó ngọt. Review coi ngon không nha. Ừ. Tự pha, tự uống, tự khen hả? Đúng rồi. Mình thử mình như thế nào nha. Tốc độ luôn không? Cái đo kìa. Món này món đẹp, độc quyền ha.
Đây. Anh review nha. Review đây. Ừ, ngon. Chua chua ngọt ngọt, chát chát. Rất là thơm, thơm mùi trà đào. Đứng ở đây nè, đi. Đừng có đi qua xe đụng mình đó nghe không? Đứng yên, đứng yên. Rồi, đi sinh không luôn. Anh xa dân bao tố để cho mình đi vô đi. Ủa anh Trọng ơi, không đi dép cho nó. Nó không ăn dép đâu. Trời ơi, đi sinh không vậy luôn hả? Giờ chú sẽ không chửi con, không quýnh con nữa, con ghé không? Không hả? Giờ bắt tay nè, làm quê nè, không chửi nữa nè. Béo. Rồi. Chú không chửi con. Đây nè, đó. Đó, ok nha. Bánh thương chú. Nghe thương hả? Nghe ngại quá. Bà con nơi xứ xa cũng nghèo nơi cũ đời. Cảm ơn mọi người. Bao nhiêu người uống trà đào anh Trọng? Nhiều, bữa nay uống trà đào đó. Trà đào thấy ngon ha. Đào thơm nè. Đi nhà thách nữa nè. Ui, không biết là cái gì. Sao không biết là cái gì? Chứ của ai nữa? Của chị Diệu hả? Ừ. Cái style nó quen lắm. Mày có lạ lớn rồi, ta nghe tao phân bì nó đi. Vậy hả? Nó phân bì. Nít nó nghe nó phân bì. Chứ Hoàng Nguyên nó phân bì không được cho nó hả? Cô nói con trai gái mà cũng được luôn hả? Cô này hả? Ừ. Nửa trên nửa dưới được. Cầm sớm có nhớ chị đại gia quần quẩy không? Quên rồi. Quên rồi sao kỳ vậy? Mau. Cái quả nhớ kẻ trầm cây chứ sao quên? Không gặp nó gặp đâu nha. Bây giờ tao chở mày qua gặp bả mày chịu không? Thôi, chở qua qua. Sợ hả? Chở qua đây đi. Qua chở qua bên đó, chở qua đây nó khác gì nhau thì hai người cũng gặp nhau thôi mà. Liên quan gì đâu. Ừ, hai đâu nỗi nhớ kia tình đậm thắm. Thùy nè cả nhà. Thùy ơi, về trang điểm. Mặc đồ lên đẹp đấy Thùy. Thùy không biết ngày gì không? Ngày lễ tình yêu. Ngày lễ gì? Không biết à? Sao lại không biết á? Cái gì lễ gì tao quên à? Ngày lễ tình yêu. Ngày lễ thôi tao nói mà. Chơi với ai lễ gì tao? Ngày lễ tình yêu. Hai em chết con. Quốc Khánh. Quốc Khánh. Ngày này lễ lớn à? Trả lời cậu nghe ai? Ngày bữa nay lễ lớn. Mập ơi mập. Con tiếp da cái cho hết nổi à. Cho ăn hết nổi à. Giờ mới ăn cơm trưa hả? Ăn nổi chưa? Chiều luôn nha, ăn cơm chiều đi. Ngày lễ tình yêu tối nay Trọng dẫn Thùy đi chơi kìa. Sao thôi thôi. Có lễ lễ ấy mà vậy. Lễ gì? Lễ chứ. Lễ gì? Lễ Trung thu hả? Lễ Trung thu hả con? Tối nay được ba Trọng dẫn đi chơi xích đu ha. Thích không con? Thích hả? Xích đu là mình chờ đúng dịch. Quay vòng vòng, cây mía rau. Bài đấy bài gì? Cây đào cao,
cái nồi hấp vậy. Mai xích đu. Mai xích đu hả? Ủa, cái này quay. Của con đó. Đâu, tối ngon đâu, một tí. Đây hả? Em ơi, này em bỏ vô tủ lạnh đó em. Ngăn dưới á. Còn dư một ít tàu á. Dạ. Để ngăn dưới nha. Đừng để đồng trên thôi. Đâu? Đi về. Đi về luôn. Thôi. Có nào luôn đây nè. Về ở đâu? Biết đây mình. Muốn quên ngoài. Thôi chạy đây chạy. Đâu? Chạy. Ủa Thuy. Nếu mà dọn thì dọn cả một đợt với luôn chứ đi lắc nhắc vậy. À ôm lấy cái đường hả? Ừ, dọn là dọn nhưng nó ôm một đống chứ. Cứ cầm mà lắc nhắc. Có làm ăn diễn viên. Ai diễn viên? Dạ, làm diễn viên. Rồi, bữa nay à, đóng gác rồi coi. Đây, đây là cái số lượng ca mà hôm nay anh chặn bán được ha. Rõ không? Quá trời. Nè, còn chút nhỏ. Nay là 3 cây mấy đá. Tới giờ. Còn 4 rồi. Đưa cho bà nội bế đi rồi anh Trọng dọn luôn đi. Cho nó giảm mẹ tay không? Mẹ ẩm đây coi cái con dọn từ từ coi. Bà bác bế đi. Chút mà. Bế xíu đi. Giờ đi. Ý Châu Phi nè. Mấy bà cô đi. Mấy bà cô coi con. Bà bác biết Châu Phi giống ai không? Giống ông bác á. Giống y đúc luôn á. Dạ, giống y đúc luôn đó ông bà bác. Đây này ông bác thương lắm. Thương Châu Phi nhất luôn á. Mỗi lần Châu Phi qua trời ơi, hai ông bác, hai ông cháu ôm chậm chậm với nhau. Bản kinh. Ờ, cưng. Nhìn giống ha. Để xem nó bẩn đồ, nhẹp chứ kìa. Chưa khô hay gì kìa. Đây hả? Ừ. Có đồ bẩn đồ, có nhẹp mà chèn ơi. Rồi, tối nay ngày lễ, ông bác có dẫn bà bác đi đâu chơi không? Không đâu, không đi chơi đâu. Trời đi mặn với người ta chứ hả? Đi chơi vậy con. Ủa nhưng mà hết ngày rồi, 5-6 giờ là bà bác cũng nghỉ rồi. 8 giờ mới nghỉ. Dạ? 8 giờ mới nghỉ. 8 giờ đêm mới nghỉ hả? Ờ, giấc trưa thì mình ngủ trưa. Dạ. Ngủ trưa thì 8 giờ mình thức. Bác cực quá ngon. Trời ơi, tao mặn tao cực khổ hồi nào tới giờ. Đi ra một bầy này bắt đầu là tao nói là xuống luôn. Thanh lẻ gì cũng phải sai. Có mình ơn là mình thấy ổn. Không có biết cái gì chứ. Cầm chai đi ngủ. Em khổ. Em mới bút ai nuôi gì con? Ai nuôi con? Anh nội. Ai nuôi con? Anh nội. Anh nội. Trời ơi, nói không dặn. Mai mốt mua nó bà nội đánh nha. Đứt tay. Còn nghe. Đứt tay. Anh bỏ gì đó hả? Mà nó không đi trên đi dép mà nội ơi. Dép đâu không được mà. Tao cho mày hát cái ba cái xương cá này qua đây mình hết nó đâm cho mày coi. Đúng rồi, đồ mạnh sành rồi xương rồi đơn cách kiểu đơn vô là xương cá không à. Rồi nè con ẩm em về bển đi. Sao bộ không đồ không có đồ khô hả? Đồ ướt không cái gì nè. Em ơi giọt nước. Trời ơi bận bệnh chết con ơi. Nói mặn chuyện người ta. Bye bye, bye con. Bye bye. Trời cưng chưa. Bye bye đi. Nội đi à. Đi à. Ủa nó lì nó không về tắm. Về tắm mới đi chơi kìa ba, với mẹ Thùy đến đi chơi kìa. Không kìa. Lì. Thôi thì về tắm trang điểm đi. Trời ơi đi chơi. Chồng nói đến đi chơi đó. Ôi con thái em con. Đây. Rồi giờ anh Trọng dọn hàng về. Hôm nay dọn hàng về sớm đến thì đi chơi hả anh Trọng? Bốn cái thùng này của mình đúng không? Của
cầm của mình đó, đó. Của mình mà. Rồi, dạ, em xin kết thúc video clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày lễ vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye. Đi cho Vịnh, đi. Đi cho cản đường lại cho. Khoan từ từ, xuống lên từ từ. Tới tới, từ từ. Ui, chậm. Rồi quá lậu luôn, có lẽ do. Sì, 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 sì